Xin chào các bạn. Ở trên màn hình đây là các bạn thấy chiếc mixer có tên là Allenheit ZI10FX. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về cổng USB của mixer này. Tại sao không giới thiệu mixer mà giới thiệu về cổng USB các bạn? Tại vì mixer này mình đã có làm clip giới thiệu về nó rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cổng USB để bổ sung cho cái clip trước của mình là nói về cổng USB ở trên cái Z series đó các bạn. Z series bao gồm là Z10, Z12, Z16, Z22 và một số bàn Z420, Z1002 đó. Thì Z series là thông thường các bạn cứ thấy nó là như vậy. Nhưng mà ZI thì nó hơi đặc biệt chút xíu. ZI là phiên bản đời sau và mới nhất của hãng. Vậy thì mixer này nó có chức năng USB, nó có gì đặc biệt ha? Thì ở đây ở trên cái phần mô tả về của nhà sản xuất á, thì các bạn sẽ thấy là nó trang bị cho mình một cổng USB 4x4 và có thể gửi được FX ha, 4x4 USB interface with FX. Rất đặc biệt các bạn ha. Dòng ZI dòng ZI này để mình chia sẻ lại cho các bạn thêm về một ít thông tin về nó. ZI này là sự kết hợp của hãng GFRI, là hãng Allenheit này phối hợp với GFRI, là một trong những hãng sản xuất về audio cao cấp hi-fi high-end á. Thì cái GFRI này cũng được đánh giá cao trên thế giới các bạn. Các bạn có thể search Google và tìm hiểu về GFRI như thế nào ha. Thì ngoài vấn đề đó thì nó lại trang bị cho mình thêm một cái cổng USB để nghe nhạc. Hiện nay một số những cái loại nhạc cao cấp, bit cao hoặc lossless, thì bây giờ đa số là mình nghe từ internet không các bạn, nghe từ những nhà cung cấp về app và những nhà cung cấp về dữ liệu đó, không dữ liệu về những cái CD mới, đa số là người ta chỉ phát hành ở trên internet là chủ yếu. Và để nghe được những cái chất lượng cao đó thì đòi hỏi các bạn cần phải có một cổng digital như là USB. Chữ viết tắt của cái audio mà mình để nghe nhạc audio là người ta gọi là DAC, thì nó gọi là Digital Audio Converter đó ha, gọi là DAC ha. Vậy thì ở trên mixer này nó sẽ trang bị cho các bạn một cổng USB nghe nhạc tiêu chuẩn là 24 bit và 96 kHz. Với cái chuẩn này với cái chuẩn này rất hay nha các bạn. Cái chuẩn với cái chuẩn mình mới vừa nói đó thì nó tương ứng với những cái sao kẹt phổ thông hiện nay trên thế giới. Các bạn khi đi mua sao kẹt, các bạn sẽ để ý nè, bây giờ là sao kẹt bao nhiêu bit ha, thì như thế nào đó. Thì ở với 96 kHz là đã làm cũng được rất nhiều rồi các bạn, tần số nó cũng rộng và tương đối tốt rồi này ha. Mình đã nghe nhạc chất lượng cao khoảng ở 16 bit 96 kHz đã hay rồi. Đó. Rồi với cái tần số lấy mẫu này thì nó dường như rất là phổ thông trên thế giới, và mình hoàn toàn yên tâm là mình sẽ khai thác được những file nhạc lossless hay những cái file nhạc mình có thể nghe, trừ một số nhạc quá đặc biệt, ví dụ như là những bản giao hưởng hoặc là những đó người ta đòi hỏi những cái chất lượng thu âm cực kỳ cao. Đó. Mà trên những có một số cái tiêu chuẩn thôi thì người ta mới đòi hỏi hơn được thôi. Nhưng mà với một cái trang bị với cái thông số ở đây thì ở tầm phổ thông ha, tầm ở phòng phổ thông, các bạn đã nghe được tất cả những cái loại nhạc mà hiện nay trên thế giới người ta phát hành đấy, đã tiêu chuẩn lắm rồi. Thì khi mà nó vừa trang bị GFRI, vừa trang bị USB và trang bị một số cái effect ở đây, thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ có những cái hiệu ứng âm thanh đời mới nhất, những tiêu chuẩn tốt nhất, cao nhất, và phối hợp với một hãng Allenheit của Anh Quốc nữa thì nó rất là đáng tin cậy.
Rồi, bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính là tập trung vào vấn đề về nói và chức năng của USB để bổ sung cho clip trước ha. Thì 4x4 ở đây là cái 4x4 là có nghĩa là 4 đường đi và 4 đường về. 4 đường đi ở đây là nó tương ứng với 4 cái line balen ở đây nè các bạn. Nè, 4 cái line balen ở đây. 1 2 3 4. Thì nó tương ứng với M1, M2, M3, M4. Đó. 4 đường này nó cho phép các bạn thu một cách trực tiếp vào BC. Ví dụ như mình có một cái ban nhạc 4 người đi, mình muốn thu là 4 người đó vào cùng một lúc, bao gồm là người guitar, hai ca sĩ. Nếu mà một trong những 4 cái track đó khi mình đã thu vào máy vi tính rồi mà guitar mình nghe lại nó bị sai á, thì mình có thể sửa lại cái guitar đó thôi. Mình không cần sửa lại, không cần phải hát lại, không cần bản nhạc chơi lại. Đó. Hoặc là mình sẽ sửa độc lập. Đó là thay vì cái file của mình nó vô một cục mình không thể nào sửa được. Ha, nhưng mà nó riêng biệt ra thì mình sẽ sửa, mình chỉnh lại nó rất là dễ các bạn ha. Thì đó là 4 đường đi và 4 đường đường về. 4 đường về là cái gì? Rồi, mình sẽ mở một cái hình. Ở trên cái cổng USB này nó cho phép mình đi nó về, có nghĩa là khi mà mình cắm vào máy vi tính á, mình cài driver cho nó xong xuôi hết rồi, nó nhận ra hết rồi ha. Thì nó sẽ cho phép các bạn phát hai nguồn nhạc riêng biệt trên hai volume của mixer. Thì quan trọng là mình chọn là cổng số ST2 này sẽ đi vào, nó phát qua cổng 1-2 trên máy tính. Cổng 3-4 này ở trên mixer sẽ phát qua cổng 3-4 trên máy tính. Đây, nó giống như thế này nè các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha, mình mở cái panel ra các bạn sẽ thấy. Các bạn thấy ở đây nó sổ nguyên dãy ra là khi mình cài driver vô á. Tại hiện nay cái máy mình đang làm việc, mình đang quay clip cho các bạn coi, thì mình đã có gắn mixer ZI10 vào. Thì các bạn sẽ thấy nó có hai dòng ở đây. Nó có thấy hai dòng ở đây là, ôi, xin lỗi. Rồi, các bạn sẽ thấy nó hai dòng ở đây là nó là ST1 và ST2. Các bạn nếu mà các bạn coi trên điện thoại không thấy thì có thể coi clip này ở trên 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 TV Smart ha. Rồi, tại vì là cái màn hình mình độ phân giải nó rộng quá nên đâm ra là khi mà quay lại màn hình thì cái chữ nó hơi nhỏ. Thì nó sẽ tương ứng với ST1 và ST2 ở đây, nó sẽ phát qua cho các bạn hai volume. Có nghĩa là các bạn có thể hoàn toàn để mình có thể nghe bên internet ở nhiều nguồn. Ví dụ nghe nguồn bên này, nghe nguồn bên kia, rất là nhiều nguồn mình có thể nghe lại. Đó. Nó cũng là một chức năng hay đó các bạn, mình có thể nghe nhạc. Muốn phát nhạc của Spotify thì vào cổng nào, phát của Zing thì vào cổng nào, ví dụ vậy. Nó đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi, chức năng của Z10 IFX nó còn thể hiện ở cái chỗ là panel. Các bạn thấy cái hình ảnh này quen không? Các bạn thấy cái hình ảnh là M1, M2, Aux, DFX nè không? Đó, hình ảnh này nó y chang trên những cái Z series. Nhưng mà Z series đó là nó chỉ cho phép mình chọn là left right thôi. Và cái đường đi tín hiệu của nó vô máy tính chỉ có một cổng thôi nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Z series khi đưa vào máy tính chỉ có một cổng thôi. Z series ứng dụng cho vấn đề hội họp cực kỳ tốt. Vấn đề Zoom hội họp mà gửi tín hiệu microphone của mình á, đi vào đi qua đó, qua mà khách hàng của mình, qua cái đối tác mà trên online của mình á, rất là rõ. Đó, nhưng mà ở trên mixer Allenhead ở đây á, cổng đi của mình có thể chọn là stereo mono. Trong vòng 4 đường mình có thể độc lập thoải mái, mình có thể chọn từng kênh, có nghĩa là mình cũng có thể chọn mono được, stereo được ha, và 4 đường mình tha hồ mình làm. Các bạn nôm na là hiểu vậy đó, có nghĩa là 4 đi của nó có 4 đường đi. Mình muốn giải thích rõ hơn về cái panel ở đây. Như là cái clip trước các bạn ha, dòng Z series khi mà mình nói là các bạn muốn
hội họp trực tuyến đó, các bạn nhấn vào cái nút thứ hai nè. Đấy, các bạn coi trên hình của mình ha, cái nút thứ hai. Đây. Cái nút thứ hai đây đó. Thì các bạn muốn nhấn muốn hội họp trực tuyến hoặc là muốn gửi tín hiệu đi độc lập, có nghĩa là nó không ảnh hưởng tới mixer. Các bạn không ảnh hưởng tới mixer có nghĩa là mixer mình có chỉnh lớn nhỏ ra loa như thế nào, nó khi mà các bạn bấm vào cái nút thứ hai này, các bạn gửi tín hiệu đi qua đường ốc thì nó không ảnh hưởng tới mixer. Đó. Thì để đó, các bạn thấy cái nút này nó cũng giống như là cái dòng Z. Dòng Z series như là clip trước mình có làm. Thì để rõ ràng hơn thì khi các bạn nhấn vào cái nút này thì các bạn sẽ vào máy tính chọn giúp mình cổng M3 nha. Cổng M3. Ở trên phần panel của phần sao kẹt ở trên máy tính của mình đó, các bạn xài Win 10, Win 7, các bạn vô trong control panel sao setting đó, các bạn chọn giúp mình M3. Các bạn muốn lấy đường 34 thì các bạn chọn cho đường 34. Các bạn muốn lấy mic 1 thì các bạn chọn cho mic 1. Bạn coi con chuột mình nè. Bạn muốn lấy đường số 4 thì chọn đường số 4. Nhưng tại sao mà ở đây mình chọn M3 để mình muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn muốn gửi ốc đi hoặc muốn gửi FX đi thì ở trên này rất là quan trọng nè. Các bạn chọn vô M3 ha. Chọn vô M3. M3, tại sao chọn M3? Các bạn thấy ở đây nè. Các bạn thấy ở trên cái hình ảnh ở đây là M1, M2 ốc FX ha. Thì M1 tương ứng với cổng số 1, khi các bạn bấm cái nút này vào thì nó sẽ gửi 4 đường đi. 4 đường đi bao gồm là M1, M2 tương ứng với line số 1, line số 2, line số 3. Line số 3 thì tương ứng với ốc rồi ở đây, tại vì cái hình này nó cho thấy mình là 1, 2, 3 là ốc nè, 4 là FX nè. Các bạn lưu ý chỗ này nha, chỗ này nó hơi nhập nhằng chút xíu nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, không vấn đề gì khó cả. Thì khi mình bấm cái nút này vào thì mixer nó hiểu rằng, chỉ mixer nha, nó hiểu rằng nó đang gửi tín hiệu M1 tương ứng với line số 1 vào USB, M2 tương ứng với line số 2 vào USB, M3 tương ứng với ốc, bấm nút vào ốc tương ứng với M3. Không. Vậy thì bấm thì đây chỗ này khó nói. Vậy thì là ốc, bấm cái này vào ốc tương ứng với M3 trên máy vi tính. Nút này nữa FX là tương ứng với M4 trên máy vi tính. H1, M1, 2, 3, 4 ha. Mình thả cái nút này ra. Thả cái nút thứ hai này ra thì nó sẽ tương ứng với M1, 2, 3 ở đây và không có liên quan gì tới cái cách mình lựa chọn ở đây cả. Các bạn hiểu ý mình nói không? Khi mình thả ra thì 1, 2, 3, 4 trở thành multi track, là mình việc chọn ở trên máy tính thôi, nó sẽ đi độc lập 4 đường. Đó, 4 đường riêng biệt các bạn thu vô. Các bạn bấm nút ở trên. Bấm nút ở trên này đi, cái nút trên cùng nè. Thì M1 tương ứng với line số 1, M2 tương ứng với line số 2. Left thì tương ứng với M3 trong máy tính, right tương ứng với M4 trong máy tính. À, có nghĩa là khi mình bấm vào cái nút này thì mình vào panel. Mình vào panel mình sẽ chọn là M34. Ví dụ các bạn chọn, các bạn thấy con chuột mình 34 thì tương ứng với left right của bạn ở đây thì nó sẽ thu cái cộng left right ha. Nếu mà các bạn chọn M4 không thôi á, chọn M4 không thôi á, M4 ở đây nè. Chọn M4 không thôi á. Chọn M4 không đó là tương ứng với right thôi. Còn M3 nếu các bạn chọn, nếu mà các bạn bung cái nút ra, các bạn bung cái nút, tất cả các nút ra thì nó sẽ trở thành multi track độc lập. Chỗ này mình phải giải thích đi giải thích lại để chi, để cho các bạn hiểu được cái panel của nó, cách lựa chọn đường đi của nó như thế nào. Rồi hy vọng với cái sự chia sẻ rất là cố gắng mà dẫn đến nếu mà các bạn không hiểu thì các bạn vui lòng các bạn coi xem đi xem lại giúp mình.
hoặc có thể ghé cửa hàng, nhưng mà chỗ này là mình tin chắc rằng các bạn sẽ nắm được rồi. Thì đó là cái cổng đi của USB ha. Rồi, các bạn nào muốn thu âm, muốn tìm hiểu cho mình một cái chức năng, một cái cách ứng dụng, thì mình hãy lựa chọn cái Mr. Allen hết. Mình tin chắc rằng là cái chiều hướng và cách thiết kế của hãng nó sẽ giúp cho mình dễ dùng hơn, và nó sẽ tối ưu hóa cho mình nhiều cái nhu cầu. Nhìn vậy tuy là nó hơi 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 khó hơn Mr. Z Series chút xíu, nhưng mà nó sẽ mang cho các bạn về một cái hiệu suất và chất lượng cao ha. Nhưng mà không phải chất lượng cao là để tất cả mọi thứ đều phải phải là tối ưu hóa nhất, một cái là nó đỉnh nhất, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà tùy vào môi trường ứng dụng, ví dụ như mình hội họp thôi, mình gửi tín hiệu lên Zoom thôi, hoặc là mình là nhà thờ, hoặc là mình là nơi nào đó mình muốn huấn luyện một cái nơi nào đó, thì dòng Z ZI nó vẫn bổ sung cho các bạn ha. Mình sẽ có một cái lựa chọn nào đó cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình các bạn ha. Rồi, rất vui là được chia sẻ cho các bạn một số sản phẩm bên mình cung cấp. Các bạn nào cần hỗ trợ về kỹ thuật, hoặc thêm về thông tin sản phẩm, hoặc là đặc biệt là về giá dealer, hoặc các bạn làm nghề như thế nào đó, mình sẵn sàng để mình offer cho các bạn những cái điều tốt nhất ha. Đó, ngoài mixer còn bán micro, còn rất rất, rất nhiều thứ. Quan trọng là cách ứng dụng mình sẽ như thế nào các bạn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.